Đây mà mình đang quan sát tòa nhà Bitexco với khoảng cách là hơn 2 cây số hả? Bây giờ tiến hành đo luôn nha mọi người. Rồi nhấn một cái. Đây 315m hả? Xa hơn nha mọi người, 329m. Đây đo tốc độ đây. Đây 18 km/h. Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với channel Hàng Hot Thái Thắng. Trong video hôm nay mình sẽ mang đến mọi người một dòng sản phẩm ống nhòm đo khoảng cách đến từ thương hiệu Rexer của Đức cho mọi người. Thì Rexer trong những hãng quang học hàng đầu ở châu Âu ha, mình chuyên sản xuất những dòng thiết bị như là ống nhòm ngày, những dòng ống nhòm đêm, kính thiên văn, kính hiển vi cho mọi người. Và những dòng thiết bị đo khoảng cách như này ha. Và điều đặc biệt cái dòng sản phẩm ngày hôm nay thì bên mình đang sale với giá chỉ còn 3,3 triệu cho mọi người. Mới luôn của nó là lên đến là 6 triệu đây, mới của nó là 6,2 triệu cho mọi người. Thì lý do bên mình sale là bởi vì cái khí hậu Việt Nam nóng ẩm á, và ở cái Rexer này thì nó thường bọc cái lớp cao su nổi ở ngoài, và cái khí hậu nóng ẩm nó làm chảy cái lớp cao su này ha. Và mọi người yên tâm thì bên mình đã khắc phục mới hoàn toàn rồi, gần như mới luôn ha. Và cái độ mới của nó là 96,69% nha mọi người. Đây, mới keng xà beng luôn ha. Đây. Okay. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi vào review chi tiết cái dòng sản phẩm này luôn. Mình sẽ đi vào phụ kiện trước cho mọi người. Ở đây thì mình sẽ có hộp đựng của sản phẩm ha. Dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Rexer của Đức ha. Đây, cái độ phóng đại của nó là 6 lần và đường kính là 25mm mọi người. Dòng sản phẩm này thì nó ngoài cái đo khoảng cách thì nó còn có tích hợp thêm cái tính năng là đo tốc độ luôn mọi người. Đây, rất là đa năng ha. Đây, khoảng cách đo của nó là 700m mọi người. Và đo tốc độ là 300km/h luôn ha. Đây, rất là xịn luôn. Đây, quan sát qua màn hình LCD. Đây, ở mặt sau mình sẽ có những thông tin như là độ phóng đại người 6 lần ha. Đường kính là 25. Đây, trường nhìn có là 105m tại 1000m mọi người. Trường nhìn nó rất là rộng thì giúp cho mình có thể quan sát được bao quát những gì đang diễn ra phía trước của mình ha. Và kết hợp với cái góc nhìn 6 độ này thì mình quan sát trong thời gian dài thì mình không có bị mỏi mắt nha mọi người. Và kích thước của sản phẩm là 120x42x75mm mọi người, và trọng lượng là 198g ha. Đây, những cái tính năng đây ha. Đây là khoảng cách Rexer 625 xuất xứ Đức cũng như vậy. Đây đây mình sẽ có nhà máy tại Đức luôn ha. Đây rồi. Và phụ kiện tiếp theo thì ở đây mình sẽ có một cái khăn lau kính ha, chất liệu vải rất là mềm mịn luôn rồi. Và thêm một cái catalog hướng dẫn sử dụng. Và đồng thời là những cái thông số kỹ thuật ở bên trong đây ha. Đây toàn bộ phụ kiện nha mọi người. Đây mình sẽ đi nhanh vào cái thông số kỹ thuật luôn ha. Đây thì nó cái khoảng cách đo là từ 400-700m mọi người. Đây, dòng sản phẩm đo khoảng cách laser không nhìn thấy ha. Và có cái bức sóng của laser là 905nm mọi người. Và ở đây thì mình sẽ có sai số ha. Đây sai số là cộng trừ 1m mọi người, sai số tốc độ là cộng trừ 5km/h ha. Sai số rất nhỏ mọi người. Và mình sẽ quan sát qua cái màn hình LCD ha. Và đường kính của nó là 25mm mọi người. Đây là xoay lấy nét ở phía trước. Và ở đây thì mình sẽ có thoát sinh học rồi ha. Và mình sẽ có cái độ phóng đại là 6 lần. Trường nhìn là 110m tại 1000m nha mọi người. Đây góc nhìn đây. Đây nó sẽ dùng nguồn là pin CR2 nha mọi người, CR2 3V ha. Đây phụ kiện tiếp theo thì ở đây mình sẽ có thêm một cái túi đựng nha mọi người. Đây. Chất liệu đây, ở trong có những cái lớp xốp chống sốc sản phẩm rất tốt mọi người. Đây và có thêm cái đai để mình gài thắt lưng vào ha. Đây, nắp đậy lăng kính thì kính rồi đầy đủ hết cho mọi người. Đây, thiết kế rất là đẹp luôn. Và ở đây thì mình sẽ có sản phẩm chính cho mọi người. Mình sẽ có thương hiệu Rexer được thiết kế trên cái thân của ống nhòm luôn ha. Đây, dòng sản phẩm là R625, độ phóng đại 6 lần, kính 25 và logo của Rexer mọi người. Đây, thiết kế thì rất là nhỏ gọn, rất là đẹp và sang trọng nha mọi người. Và mình có thể sử dụng những dòng sản phẩm đo khoảng cách như này trong những hoạt động như là đo đạt trong xây dựng ha, hoặc điện lực cho mọi người. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng để chơi góp hoặc là đo tốc độ những phương tiện giao thông ở trong những cái khu công nghiệp đâu ha. Đây. Đây mọi người, săn bắt gì đó ha. Này. Đây mọi người. Thì ở đây thì nó cũng có thiết kế chỉ có 2 cổng thôi mọi người. Những dòng cao cấp thì chỉ có 2 cổng thôi ha. Một cổng để quan sát và một cổng vừa tích hợp laser vừa tích hợp thêm cái hấp thụ cái tia laser bắn ra ha. Đây, chính hãng Đức luôn mọi người. Đây, tia laser này thì vô hại với mắt người mọi người. Đây.
Và như ở đầu video mình đã nói thì nó sẽ sử dụng cái độ phóng đại là 6 lần độ phóng đại cố định ha, giúp cho mình dễ dàng quan sát những cái mục tiêu ở xa anh ơi, với cái hiệu suất rất là cao ha. Và đường kính 25mm kết hợp với cái trường nhìn rộng và cái góc nhìn nó 6 chấm mấy độ á, thì nó sẽ mang đến cho mình cái khoảng nhìn quan sát vô cùng rộng người, mình sẽ dễ dàng theo dõi cái mục tiêu cũng như là nhìn quan sát trong thời gian dài mà không có bị mỏi mắt hoặc đau mắt ha. Đây mọi người, thao tác đo thì vô cùng đơn giản luôn ha. Đây mình chỉ cần nhấn vào cái nút nguồn mọi người. Đây nút nguồn ở trên phần này ha. Nút nguồn đồng thời là nút đo luôn mọi người. Và ở dưới đây thì mình sẽ có thêm cái nút mod để mình điều chỉnh những cái chế độ giữa đo khoảng cách hoặc là tốc độ, hoặc là chuyển đổi chế độ, chuyển đổi cái đơn vị từ mét sang da ha. Đây. Thiết kế rất đẹp luôn. Mặt sau thì mình sẽ có thêm những cái thông tin mọi người. Ở đây thì nó bị file một xíu mọi người. Đây mình sẽ có thông tin về nhà máy ha. Germany, cái địa chỉ gì đây? Good Timber. Và dòng sản phẩm vừa đo khoảng cách vừa đo tốc độ luôn mọi người. Và có thêm một cái khay cổng gắn pin ha. Pin này là pin CR2 mọi người, pin rất là thông dụng trên thị trường. Còn về chất liệu của lăng kính thì nó đều sử dụng kính bắt 4 hết mọi người. Và đồng thời thì những cái lăng kính này thì được tráng phủ quang học đa lớp ha. Thì nó sẽ tăng cường cái đường truyền của ánh sáng, thì giúp cho mình có thể quan sát được trong những điều kiện ánh sáng yếu mọi người. Hoàng hôn là bình minh ha, nó sẽ kích cái ánh sáng lên, nó sẽ cho cái hình ảnh vô cùng tươi sáng và sắc nét luôn. Và ở bên trong ống nhòm thì hãng cũng bơm khí nitơ mọi người. Thì mục đích của khí nitơ thì nó sẽ giữ cho cái nhiệt độ bên trong ống nhòm luôn ở mức ổn định nhất cho mọi người, nó không có bị chênh lệch nhiệt độ và nó sẽ gây ra cái hiện tượng móc kính là mờ sương ở bên trong cái ống nhòm ha. Đây, những công nghệ bơm khí nitơ này thường được áp dụng trong bánh của máy bay hoặc là bánh của siêu xe mọi người. Đây rất là xịn luôn. Này, rất là đẹp. Phần thị kính đây. Và ở đây thì mình sẽ có xoay lấy nét cho mọi người. Đây, xoay nét rất là mịn ha. Và dây đeo có tay chống rớt trong quá trình mình sử dụng mọi người. Mình xin nhắc lại thì đây là sản phẩm mới hoàn toàn mọi người, nó chưa hề qua sử dụng luôn ha. Nhưng do ở đây thì cái lớp cao su non nó bị phai, nó bị bay, nó hơi bị dính nhám nháp xíu ha. Nhưng mà bên mình đã xử lý hoàn toàn hết mọi người, bây giờ rất là mới. Này. Này ha. Ở dưới đây thì mình sẽ có thêm một cái để mình vặn cái chân tripod vào mọi người. Đây, cái chân cái gen một phần tự in ha. Đây. Này ha. Rất là xịn luôn. Chức năng vừa đo khoảng cách vừa đo tốc độ luôn mọi người. Đây. Cái này là mồ hôi tay của mình ha, chứ đâu phải nó dính mọi người. Dính thì bên mình đã xử lý hết rồi ha. Đây. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành gắn cái camera vào cái ống nhòm đo khoảng cách Racer 625 này để cho mọi người xem cái độ nét cũng như cái tính năng đo của sản phẩm nha mọi người. Và đây độ nét nhỏ nhầm Racer 625 nha mọi người. Đây mà mình đang quan sát tòa nhà Bitexco với khoảng cách là hơn 2 cây số ha. Bây giờ tiến hành đo luôn nha mọi người. Rồi nhấn một nguồn một cái. Đây 315m ha. Xa hơn nha mọi người, 329m. Giờ mình sẽ đổi cho cái đơn vị đo sang da nha mọi người. Da là đơn vị đo của Mỹ ha, châu Âu rồi ha. Đây da đây. Rồi mét đây. Bằng cách là mình đè cái nút mod nha mọi người. Đây thì tay mình hơi rung ha. Đây. Đây rồi. Đây. Rất là chính xác luôn. Đây. Hình ảnh rất là sắc nét chi tiết nha mọi người. Thử quan sát người ha. Đây rất là sáng. Đây là đo mưa nha mọi người, rain ha. Đây đo tốc độ đây. Đây 18 km/h.
Rồi 18 ha. Đây, ông này 45 km/h luôn. Đây, rồi ha. Đây, tòa nhà Vitico đây, rất là xa luôn rồi. Đây ha. Thì nếu như mọi người có nhu cầu trang bị dòng sản phẩm ống nhòm đo khoảng cách Racer 625 chính hãng của Đức này thì cứ tham khảo trực tiếp sản phẩm ở địa chỉ là số 12 ngõ 51 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội và khu vực miền Nam là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, số lại 0912 245 244 và 097 444 497. Trang web bên mình là điện toán nhấp cơm ống nhòm.net mọi người. Và ngoài dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Racer này thì mình còn có thêm những dòng sản phẩm đến từ Konut của Ý hoặc là những dòng du công của Nga rồi, những dòng sản phẩm cao cấp của châu Âu ha, hoặc là Bushnell của Mỹ ha. Ây, rất là nhiều. Bushnell thì mình có Bushnell và Rim, những dòng hoặc là những dòng du công hoặc này ha. Rất là nhiều rồi. Đây mình sẽ vào một đo khoảng cách cho mình xem ha. Đây. Mọi người, những dòng vừa đo khoảng cách vừa quan sát 2 trong 1 nha, những dòng Bushnell Nitro ha. Đây, TB là cái review cái detect gì đó ha. Đây Bushnell rất nhiều người. Đây những dòng Nikon. Đây trang sao. Đây. Rất là nhiều luôn ha. Và ngoài những dòng nhòm đo khoảng cách này thì mình còn có kinh doanh cung cấp thêm dòng sản phẩm như là những dòng thiết bị đèn pin siêu sáng, đèn pin lặn, đèn pin tự vệ, đèn pin cứu hộ, đèn pin chống cháy nổ như vậy. Những dòng máy dò vàng và kim loại đá quý ha. Những dòng thiết bị như là ống nhòm ngày, ống nhòm đêm, những dòng kính thiên văn, kính thiên vi ha. Những dòng thiết bị kỹ thuật số, đồ công nghệ là khung ảnh số, máy gam, camera hành trình, mirror không dây, có dây, mirror nghỉ. Những dòng camera dưới nước, camera sông nghiệp với dòng thiết bị đơn lần các loại. Và mình xin kết thúc video review dòng sản phẩm giảm giá chỉ còn 3,3 triệu của Racer của Đức này ở đây. Thì mọi người nhớ like, đăng ký kênh YouTube của mình để khi mà mình ra video mình sẽ không có bỏ lỡ kỳ những sản phẩm hàng hot, hàng độc đáo, hàng công nghệ nào của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.